42 luật sư tham gia phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm. Từ ngày 8 đến ngày 21 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 người trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự 1999 và tham ô tài sản, theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự 1999, xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Ông Thăng bị truy tố về theo khoản 3 điều 16 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Điều hành phiên tòa là hội đồng xét xử có 5 người gồm thẩm phán chủ tọa Nguyễn Ngọc Huân, thẩm phán Trương Việt Toàn cùng 3 hội thẩm nhân dân. Tòa Hà Nội bố trí một thẩm phán dự khuyết và 2 hội thẩm nhân dân dự khuyết, phía viện kiểm sát cử 3 kiểm sát viên. 42 luật sư đăng ký tham gia phiên tòa, trong đó ông Thăng 13 luật sư gồm các ông Nguyễn Huy Thiệp, Đào Hữu Đăng, Phan Trung Hoài, ông Trịnh Xuân Thanh 17 luật sư, ông Phùng Đình Thực có 3 luật sư, ông Nguyễn Xuân Sơn 11 luật sư và ông Ninh Văn Quỳnh 11 luật sư. Hai nguyên đơn dân sự của vụ án là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và PVC. Tòa dự kiến sẽ mời đến phiên xử 7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 31 người làm chứng và 6 người tham gia giám định. Theo cáo buộc, tháng 10 năm 2007, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN được Bộ Công Thương giao làm đầu mối đầu tư dự án nhiệt điện Thái Bình 2 và xây dựng cơ sở hạ tầng. Tháng 12 năm đó, ông Thăng với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN đã đưa ông Thanh từ Tổng Công ty Sông Hồng về làm Tổng Giám đốc PVC, sau là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Ngày 18 tháng 6 năm 2010, ông Thăng đã thay mặt Hội đồng Quản trị PVN ký nghị quyết đồng ý chủ trương giao PVC thực hiện gói thầu EPC dự án nhiệt điện Thái Bình 2 theo hình thức chỉ định thầu. Ông Thăng đã chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC của dự án và chỉ đạo các cá nhân đơn vị cấp dưới thực hiện việc ký hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo PVN căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC. Cơ quan chức năng cho rằng việc tạm ứng số tiền này là trái với quy định của Nghị định Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Đến ngày 22 tháng 11 năm 2017, số tiền mới thu hồi được gần 1.100 tỷ đồng, PVN còn thiệt hại hơn 119 tỷ đồng. Cũng trong vụ án này, ông Thanh và 10 bị cáo còn bị cáo buộc tham ô hơn 13 tỷ đồng từ việc lập khống chứng từ rút tiền từ việc thi công 4 hạng mục tại dự án nhiệt điện Vũng Áng. Riêng ông Thanh hưởng 4 tỷ đồng. Danh sách 22 người bị truy tố gồm có thứ nhất là những người mang tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Có ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC, ông Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC, ông Phạm Tiến Đạt, nguyên Kế toán trưởng PVC, ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, ông Lê Đình Mậu, nguyên Phó trưởng Ban Kế toán Kiểm toán PVN, ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, ông Vũ Hồng Trương, nguyên trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN, ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng kiêm trưởng Ban Tài chính Kế toán Kiểm toán PVN, ông Trần Văn Nguyên, Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 thuộc PVN, ông Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN, ông Phùng Đình Thực, nguyên Tổng Giám đốc PVN và ông Trương Quốc Dũng, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN. Danh sách những người phạm tội tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999 gồm có ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, ông Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC, ông Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC, ông Nguyễn Lý Hải, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, ông Lê Xuân Khánh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch, ông Nguyễn Thành Quỳnh, nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung, Công ty Cổ phần Đà Nẵng, bà Lê Thị Anh Hoa, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quỳnh Hoa, ông Bùi Mạnh Hiền, nguyên Tránh Văn phòng PVC, ông Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVC, ông Nguyễn Đức Hưng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Kế toán, Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch. Đôi vợ chồng cùng hầu tòa trong vụ án Đinh La Thăng. Người vợ là bị can Lê Thị Anh Hoa, sinh năm 1979 ở Quảng Bình, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quỳnh Hoa, và chồng là Nguyễn Thành Quỳnh, sinh năm 1973, nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Cổ phần Miền Trung, Công ty Cổ phần Đà Nẵng. Đôi vợ chồng này có con lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2009. Hiện chị Hoa bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, trong khi chồng chị đang bị tạm giam.
Theo cáo trạng, Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC cùng với Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC, Nguyễn Anh Minh, phó tổng giám đốc PVC đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa, nguyên trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng Quảng Trạch lập khống hồ sơ chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công các hạng mục chính của dự án này để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý. Trong việc này, Lê Thị Anh Hoa có hành vi giúp sức cho Lương Văn Hòa trong việc lập ký 4 hợp đồng khống và hồ sơ thanh quyết toán 4 hạng mục để Hòa rút hơn 13 tỷ đồng từ ban điều hành dự án. Vợ chồng Lê Thị Anh Hoa và Nguyễn Thành Quỳnh được ăn chia số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và sau đó đã dùng số tiền này để nộp thuế cho nhà nước. Hành vi của Lê Thị Anh Hoa bị xác định đã bị phạm tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. Quá trình điều tra, Hoa khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của bản thân mình và đồng phạm đã cùng chồng tự nguyện khắc phục hậu quả hơn 977 triệu đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng đây là tình tiết cần xem xét khi quyết định hình phạt đối với chị Hoa. Về phía người chồng là bị can Nguyễn Thành Quỳnh, cáo trạng xác định đã có hành vi tham gia cùng với Lương Văn Hòa để lập, ký khống hồ sơ thi công, hoàn công, nghiệm thu 4 hạng mục để Hòa rút hơn 13 tỷ đồng. Hành vi của Quỳnh bị xác định đã phạm vào tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4 điều 278 Bộ luật hình sự năm 1999. Bản hợp đồng đơn sơ cộng 1,2 tỷ đô trong vụ án Đinh La Thăng. Theo cáo trạng truy tố, thực hiện chỉ đạo của ông Đinh La Thăng, Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power, giao cho Nguyễn Duy Giang, Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch soạn thảo hợp đồng EBC, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, theo mẫu của hợp đồng EBC, dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1. Đồng thời, giao cho Phạm Ngọc Hiền, Tránh văn phòng lấy trước số các công văn, tờ trình, quyết định phê duyệt dự án hiệu trình, lựa chọn nhà thầu để đưa vào phần căn cứ của hợp đồng và sẽ soạn thảo ban hành các văn bản này sau khi ký hợp đồng EBC với PVC. Ngày 28 tháng 2 năm 2011, ông Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc của PV Power và Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc của PVC đã ký hợp đồng EBC số 32 PV Power PVC 2011 EBC của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hợp đồng chỉ có 8 trang giấy A4 gồm có 10 điều. Theo quy định, các tài liệu cấu thành của hợp đồng gồm điều khoản về điều kiện hợp đồng, biểu mẫu, phụ lục, biên bản thương thảo hợp đồng, hồ sơ yêu cầu gói thầu EBC và các tài liệu bổ sung. Hồ sơ đề xuất gói thầu EBC và các tài liệu làm rõ đều không có. Do thiết kế kỹ thuật hiệu chỉnh, tổng dự toán hiệu chỉnh, hồ sơ yêu cầu gói thầu EBC chưa thực hiện, nên giá trị quy định trong hợp đồng số 33 được tạm tính là 1,2 tỷ đô la Mỹ. Theo cáo trạng nêu rõ, trong hợp đồng có nêu nhiều căn cứ là các quy định số 110, QĐ, HDTV, DLDK ngày 21 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng thành viên PV Power về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, hiệu chỉnh sang công nghệ lò PC, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Quy định số 11, QĐ, HDTV, DLDK ngày 21 tháng 2 năm 2011 của Hội đồng thành viên PV Power về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư gói thầu EBC dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và các thông báo biên bản đàm phán. Tuy nhiên, thực tế thì PV Power và PVC không lập, không ban hành các tài liệu này. Cùng với đó, cáo trạng khẳng định việc chọn nhà thầu và ký hợp đồng EBC số 33 nêu trên và làm trái điều 41 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. Làm trái điều 16, điều 17 Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Điều 9, điều 10, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Cáo trạng xác định thêm, hợp đồng EBC số 33 được lập, ký không đúng quy định của pháp luật, có nhiều nội dung không có thật, nhất là không có điều 14 quy định về giá trị hợp đồng và thanh toán của điều khoản và điều kiện hợp đồng. Không có phụ lục 2, điều kiện và quy trình thanh toán, quy định về khoản tạm ứng, không có thỏa thuận hợp đồng. Hợp đồng này được lập và ký mà chưa được hội đồng thành viên của chủ đầu tư phê duyệt. Ban quản lý dự án Thái Bình 2 báo cáo PVN vẫn đang đàm phán và chưa đi đến thống nhất tỷ lệ tạm ứng hợp đồng với PVC. Nhưng theo đề nghị của PVC, PVN đã căn cứ hợp đồng này tạm ứng hơn 6 triệu đô la Mỹ và hơn 1.300 tỷ đồng cho PVC trái quy định.
Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 1 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm. Ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và 11 bị cáo bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, điều 165 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. 8 bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản, theo khoản 4, điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Riêng Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nguyên Tổng Giám đốc của PVC, Vũ Đức Thuận, Tổng Giám đốc của PVC, bị truy tố cả hai tội danh tham ô tài sản theo khoản 4, điều 278 Bộ Luật Hình sự năm 1999 và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3, điều 165 Bộ Luật Hình sự.